thứ bảy tuần 2 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ Chúa Giêsu phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em đến thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm lại. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Suy niệm: bài dụ ngôn hôm nay dạy người Kitô hữu sống tình gia đình của Thiên Chúa. Người con thứ nhất bất cần cha và anh, muốn tự do ly khai khỏi gia đình, đó là điều đáng trách. Nhưng thái độ người con cả còn đáng trách hơn. Anh không để ý đến nỗi đau của cha khi mất em, chẳng vui cùng cha khi thấy em trở về, lại còn ganh tị khi thấy em được đón tiếp. Tình gia đình Thiên Chúa phải phát xuất từ trong con tim tràn đầy yêu thương, chứ không phải là danh xưng bên ngoài. Tình thương đó là tình thương bao dung, quảng đại, biết thứ tha và chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với nhau. Lạy Chúa, cũng như người con cả trong dụ ngôn, chúng con vẫn còn ganh tị với người khác, ngay cả người thân trong gia đình. Xin Chúa giúp chúng con biết khám phá và thể hiện tình thương của Chúa ngay trong gia đình chúng con.